Xin chào toàn thể quý anh chị, em là Tài đến từ Kia Bình Triệu, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay em đem đến cho quý anh chị một dòng xe SUV 5 chỗ bên em, đó là chiếc Kia Seltos. Hiện tại cái con xe trước mặt quý anh chị đây đó là chiếc Kia Seltos phiên bản Luxury, đang có giá bán ở thị trường Việt Nam là 704 triệu và đang được giảm 5 triệu, còn 699 triệu đồng. Và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh theo giá giảm 5 triệu thì nó chỉ còn 788 triệu đồng thôi quý anh chị ha. Một con xe tầm phân khúc B của crossover 5 chỗ thì nó có những cái trang bị như thế nào, mời quý chị hãy xem hết video này ha. Em về phần đầu xe của chiếc Kia Seltos phiên bản Luxury đó quý anh chị, thì nó sẽ khác so với phiên bản Deluxe những điểm như sau. Đầu tiên là những cái viền xung quanh của cái mũi hổ thì nó sẽ được trang bị là viền mạc chrome nè, rồi một cái mặt ca lăng nó sẽ được sơn màu sơn bóng, nhìn nó sẽ rất là đẹp, nhìn nó đẹp so với cái phần đen nhám của bản Deluxe thôi quý anh chị ha. Cái thứ hai, con xe phiên bản Luxury này được trang bị chúng ta là dãy đèn chạy ban ngày nè, chạy từ đây qua tới giữa cái xe luôn, giữa cái đầu xe luôn nè quý anh chị. Cái thứ ba thì con xe này nó còn được trang bị cho chúng ta là đèn halogen projector và trong các cái ánh sáng màu vàng thôi quý anh chị ha. Ở phía dưới thì cũng là cụm đèn sương mù halogen projector luôn đó. Về phần thân xe thì xe được trang bị cho chúng ta là phần mâm đúc hợp kim nhôm 17 inch. Tất cả các phiên bản hiện tại thì cũng đều được trang bị những cái phần mâm đúc hợp kim nhôm như vậy. Và còn điều đặc biệt của con phiên bản Luxury này thì nó còn được trang bị chúng ta là cảm biến ốp xích lốp tích hợp sẵn trên xe và được bảo hành đàng hoàng không quý chị không. Chiều dài cơ sở của chiếc xe này á thì hiện tại là 2610mm và khoảng sáng gầm xe là 190mm thôi quý chị ha. Ở trên cái phần thân xe thì nó còn được những cái trang bị những cái điểm nhấn của chiếc xe như là phần tay nắm cửa được mạ chrome nè, kèm theo đó phía trên tay nắm cửa còn khởi động bằng nút nó còn được mở bằng nút bấm một chạm mạ chrome, rồi những cái viền xung quanh của cái gương cái kính thì nó còn được những cái viền mạ chrome như thế này ha quý chị ha. Gương chiếu hậu thì chỉnh điện gập điện đèn báo rẽ trên gương nè. Rồi đi nhanh một xíu nữa đến với phần đuôi xe thì đối với phiên bản Luxury này, cái phần đuôi xe thì theo em thấy thì nó cũng không khác nhiều so với phiên bản Premium ha quý chị ha. Đèn đuôi xe được trang bị cho chúng ta là phần đèn led luôn nè quý chị, rồi cam hành trình ở phía sau cam lùi ở phía sau, rồi cảm biến va chạm phía sau đó, cảm biến va chạm phía sau. Xe thì cũng được trang bị cho chúng ta là phần ở phía bên trong cốp thì cũng được trang bị là túi cứu hộ nè, miếng lót cốp chịu lực, ở phía dưới thì là bánh phụ như bốn cái bên ngoài. Nó chỉ có như thế thôi quý anh chị. Mời quý anh chị đến với phần nội thất không nha. Đối với phiên bản Luxury hiện tại quý anh chị thì tháng này thì đã được đổi qua cái màu nội thất là full màu đen không quý anh chị ha. Đó, nội thất full đen. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là cái nội thất của con Luxury nó không còn hai màu như ngày xưa nữa. Đó. Ở phía bên trong đây á thì chúng ta sẽ được trang bị sẵn là những cái miếng lót sàn cao su nè, rồi cửa gió điều hòa phía sau. Đây, cửa gió điều hòa phía sau rồi cái sạc nè. Không quý anh chị ha. Đó. Rồi lên nhanh với phần nội thất luôn ha quý chị. Nội thất thì cũng được trang bị chúng ta là những cái phần màu đen hết rồi quý chị. Đây, màu đen ha quý chị ha. Rồi tay lái vô lăng đê cắt, vô lăng đê cắt, rồi đàm thoại rảnh tay nè. Đó, rồi điều hòa tự động, màn hình AVN 8 inch, nút điều khiển start stop có đề máy từ xa ha quý chị ha. Đề máy từ xa, rồi trang bị phim cách nhiệt sẵn cho mình, bảo hành 5 năm, phim cách nhiệt Luma của Mỹ ha quý anh chị. Về phần nội thất nè, xe thì được trang bị là đèn auto ban đêm sẽ tự sáng nè. Về phần động cơ của chiếc xe Kia Seltos phiên bản Luxury đang được trang bị trên xe là động cơ 1.4 turbo chúng ta công suất cực đại là 138 mã lực, và xe hiện tại đang được trang bị chúng ta là hộp số tự động, hộp số ly hợp kép 7 cấp ha quý anh chị ha. Và có những cái tính năng chạy những cái chế độ lái như là Eco Normal Sport nè, những cái chế độ địa hình ha quý anh chị ha. Kèm theo đó thì xe có những cái tính năng an toàn như là xe được trang bị hai túi khí nè, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, rồi chống trượt vân vân ha quý anh chị ha, những cái tính năng an toàn tiêu chuẩn. Dạ. Rồi thì vừa rồi cũng đã đi sơ về phần động cơ nè,
về phần cái trang ngoại thất, nội thất của chiếc Kia Seltos phiên bản mới được cập nhật trong tháng này. Đặc biệt là cái màu nội thất của nó đã được cập nhật màu nội thất màu đen hơn quý chị ha, rất là sạch sẽ và sang trọng chiếc xe hơn. Và video của em cũng đến đây xin được phép kết thúc. Xin cảm ơn quý chị đã xem hết video. Nếu thấy hay hãy cho em xin một like, một sub để kênh của em ngày càng phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở video clip lần sau.